Rồi, chào toàn thể các bác nhá. Đến hẹn lại lên thì hôm nay em lại tiếp tục lên cho bác một clip mới nhá. Thì hôm nay thì cũng vẫn như series như mọi hôm thì em sẽ lên một clip. Hôm nay thì có một ít hàng mới về, đó là mấy cái hàng công suất khủng này. Hôm nay về được 5 con công suất khủng, đó là con Mitsu T100 nhá. Đây này. Mitsu T200. Về được 5 con nhá. Toàn những cái hàng con những con này thì toàn công suất nó trên 40cc nhá. Nòng hình như cũng 40 gì đấy. Mitsu T200 nhá. Đấy. Rồi là em được về thêm rất là nhiều những cái máy Mitsu T170. Đây. Mitsu T170 đây. Đấy. Rất là nhiều luôn, về mười mấy con mà toàn những hàng đẹp cả nhá. Đấy, hàng đẹp xuất sắc luôn. Đấy, rất là nhiều luôn. Cũng mười mấy con. Đấy. Đấy, ngoài ra thì cũng em cũng sẽ lên một số nô máy cho các bác về tự dọn, đó là những cái hàng cắt cỏ giá bình dân nhá. Đấy, giá rất là bình dân luôn, được chưa? Thì sắp tới thì em cũng sẽ lên cái lô hàng dọn sẵn đây. Đây, hôm nay thì lại dọn thêm được một ít cái hàng dọn sẵn đây nữa đây này. Thế nhưng mà vừa mới kịp rửa nước nhá. Đấy, chưa kịp khô nên nó có thể là chưa hẹn các bác là hôm khác. Đấy, sẽ lên một clip test nổ máy những cái con dọn sẵn thôi. Những con dọn sẵn thì toàn những hàng hot thôi. Ví dụ như Honda mấy 4 thì này. Đấy, bác nào mà hỏi mua máy Honda mấy cả máy 4 thì ấy, thì cứ liên hệ nhá. Em sẽ báo giá sau. Đấy. Thì có con Shinawa Short này 260 rất đẹp luôn này. Đấy. Rồi là con Echo 253. Đấy. Nói chung hôm nay chủ đề chính thì em vẫn sẽ đi cho bác cái nô máy T170 một mấy T200 này nhá. Đấy. Với cả ít cái nô máy này nữa. Về cho bác về tự dọn nhá. Sau đó là bán vãn đi rồi thì lúc ấy mình lại lên cái clip là test nổ máy nhá. Đấy, được chưa? Thì chương trình nó là thế. Thì bác nào mua bộ cần tum nhỏ thì bên em lúc nào cũng vẫn có nhá. Đấy, cần tum nhỏ thì cứ ví dụ như những cái bộ cần tum nhỏ như này, nguyên cái thân cần như này, gồm có thân cần này, rồi là đầu bò nhá. Đầu bò của nó thì đầu bò cứ nguyên bản như này. Đấy, năn êm. Thì giao cho bác là 300.000 một bộ như này nhá. Đấy, thì bác nào mà thêm bộ tay lái nữa thì 350 một bộ. Được chưa? Những con này thì toàn những cái hàng gọi là năn êm thôi. Nó hơi xạo xạo là bên em là cũng không giao rồi. Đấy, các bác lưu ý nhá. Tức là mua là các bác mua là hàng về cái là dùng luôn nhá, chứ không phải là phải chỉnh sửa gì nữa, được chưa? Đấy. Thì cứ như vậy nhá. Thì bác nào ví dụ như là bác nào mua chè đi thì bên em rồi. Thì bác nào mà mua cái hôm trước có bác hỏi cần mềm Echo ấy thì bên em có rất là nhiều đây này. Có một loạt này toàn là cần mềm Echo hết. Chưa kịp ráp vào những cái con máy cả. Đâu đó cũng khoảng tầm cũng nhiều đấy. Thế bác nào mà cần thì em cũng lại soạn cho một ít nhá. Đâu đó thì chắc cũng độ tầm 5 bộ thoải mái nhá. Đấy. Đầu bò thì bao đẹp luôn. Bao đủ và đẹp luôn. Đấy. Thấy chưa? Đấy. Rồi. Thì bác nào mua chè đi. Thì bên em lúc nào cũng có chè nhá. Đấy. Chè của địa phương em là giống chè Tuyết Thơm. Uống nước xanh, sạch, thơm, ngon nhá. Chè thì em báo giá luôn đó là 130.000 trên 1 ký. Chưa bao gồm phí ship và ship từ 1 ký trở lên và phí ship từ 1 đến 5 cân là 30k nhá. Bác nào mua trên 5 cân thì bên em bao ship luôn. Đấy. Chè thì bao cho bác đó là giá thì tất nhiên là sẽ bao cho đất chè thì sẽ bao cho bác giá là hạ nhất trên thị trường và chất lượng thì rất là ngon trong tầm giá nhá. Đấy. Chè thì các bác có thể mua uống thử đi. Bao cho bác thứ nhất là chè mà là chè mới nhá, không phải chè cũ. Đấy. Các bác mở gói chè ra thì nó sẽ có mùi thơm, được chưa? Mùi thơm đặc trưng của chè mới nhá. Đấy. Thì các bác mua uống thử đi. Thì em báo giá rồi, chè giá thì 130.000 nhá. Các bác mua chè cứ liên hệ với em theo hai số điện thoại đây. Được chưa? Đấy, 0973 931 442 nhá. Rồi ok. Đấy. Được chưa? Ok. Rồi, thì em đi vào chủ đề chính nhá. Thì đầu tiên thì em sẽ đi cho bác một số cái mẫu đầu máy cho các bác về chế cháo đây. Một số đầu máy rẻ rẻ cho các bác về chế cháo. Sau đó sẽ đi vào chủ đề chính là cái lô máy công suất khủng kia. Sau đó sẽ đến cái lô máy này. Đấy, sau đó là sẽ đến cái lô máy này nhá. Đấy, cứ theo lần lượt như thế, được chưa? Rồi ok nhá. Thì em đi vào con số 1 này. Đây mấy cái đầu này. Đây, số 1 đây. Số 1 là cái đầu máy Singu 238 nhá. Cái con này thì bình xăng của nó là bình xăng dưới này.
23cc nhá. Nòng con này cỡ 32 ly nhá. Đấy, tum rời gắn vừa xịt thuốc đây. Được chưa? Bố biết là còn dày nhá, dày cui luôn, được chưa? Đấy, rất là dày luôn. Đấy, những cái con máy này thì bên em sẽ bao hơi lửa nhá. Bao hơi lửa được chưa? Đấy, đây thì giật cho bác xem. Bao hơi lửa này. Đấy. Đấy. Rồi. Hơi ok nhá. Rồi. Hơi này thì các bác về thì chắc chắn là sẽ dọn là sẽ lổ đấy, được chưa? Số 1 này. Số 1 nhá. Số 1 để cho bác giá 350 nhá. 350 được chưa? 350k. Rồi. Số 2 này. Số 2 là cục máy, đây cũng là cục Singu này luôn nhá. Singu 237 được chưa? Bình xăng dưới. Đấy, các bác về là ví dụ là rất là tiện nhá. Bình xăng dưới thì sử dụng chế hút rất là tiện luôn. Bố biết thì còn dày cui. Dày nhá. Cực kỳ dày luôn, được chưa? Đấy, vỏ viết là không bị không thấy sứt mẻ bể vỡ gì nhá. Đấy, được chưa? Ok. Đây, đi giật hơi cho bác xem. Đấy. Ôi, ok nhá. Cái này có vẻ xịt những cái RB7 vào đây nó trơn ngay. Rồi, hơi chắc nhá. Số 2. Số 2 là để cho bác giá bình xăng là không sứt mẻ bể vỡ gì nhá. Đây. Theo như quan sát, được chưa? Số 2. Số 2 để cho bác giá 350 nhá. Con này là 23cc và nòng 32 ly, được chưa? Rồi. Tiếp tục. Số 3 là con này nhá. Con này là con TD24 Kawasaki TD24 bình xăng dưới nhá. Đấy, bố thì con này bao dày luôn. Bố dày hàng phân, được chưa? Đấy. Đấy, hai con này 24cc nhá. Nòng con này là 32 ly, được chưa? Đấy. Thì con này thì nó thiếu cái buji này thì em sẽ bổ sung cho bác nhá. Đấy. Hơi này thì chắc chắn là ok rồi, cực nhá. Đấy. Con này thì chắc chắn là ok đấy. Đây. Cho bác xem buji vào cực luôn. Bao hơi nhá. Hơi này thì chắc chắn là ok rồi. Đấy. Đây vặn tạm tạm vào đấy. Được chưa? Hơi này. Đấy, vặn chưa chặt nhá, vặn chưa chặt nó vẫn lỏng nhá. Nó chưa kín. Còn hơi thì chắc chắn là vẫn bao hơi cho bác nhá. Rồi, bao hơi lửa luôn, được chưa? Số 3 nhá. Bình xăng thì không thấy sứt mẻ bể vỡ gì nhá. Đây. Số 3. Số 3 để cho bác giá 350 luôn, được chưa? Ok. Rồi. Số 4 nhá. Số 4 là hai cục Mazu nhá. Đây, bác nào mà muốn Mazu đời mới về tự dọn thì em có cục Mazu đây. Con này là Mazu 23cc nhá, nòng 32 ly nhá. Chế trước thì con này như còn chưa bị rách vú bơm. Bơm vẫn còn ken két này, khả năng con này về đổ xăng là nổ luôn nhá. 90%. Đấy. Tum rời gắn vừa xịt thuốc nhá. Nòng con này 32 ly, được chưa? Nhá. Rồi. Hơi ok nhá. Con này nó bị bình xăng buji nó vẫn chưa vặn hết này. Đấy. Hơi chắc chắn ok cho bác báo hơi nhá. Ok. Rồi, số 4 nhá. Số 4 để cho bác giá con này là để con này là 800k về tự dọn nhá. Thật chứng là về khả năng đổ xăng là đổ luôn. Rửa lên là con này rửa lên rất đẹp nhá. Vỏ viết không sứt mẻ bể vỡ gì. Đấy. Nói chung là rửa lên là đẹp, được chưa? Đấy, ok. Mazu thì nó thường nó đắt. Đây. Con này đẹp hơn này. Con này là cũng Mazu này. Con này là Mazu 235 này, được chưa? Rất là đẹp luôn. Đấy. Mazu Yama, tum rời gắn vừa xịt thuốc này, bình xăng con này rửa lên là rất trắng nhá. Đấy, cú bơm thì cũng chưa bị rách. Đấy, được chưa? Made in Japan ở trong lòng đây này. Made in Japan và có mã số luôn, được chưa? Con này giật trợ lực nhá. Đấy. Hơi ok. Rồi. Số rồi. Số này là số 5 nhá. Số 5 để cho bác giá con này là 850 nhá. 850 đẹp hơn. Rồi, ok. Rồi. Thế bác nào thích máy đè nhá. Thì bên em vẫn có máy đè cho bác đây. Đây có con máy đè Echo. Echo này là Echo máy đè nhá.
bơm vẫn còn chưa bị rách nhá. Con này khả năng về đổ xăng là nổ luôn, dễ là nổ luôn. Đây máy đề Echo đây. Echo 213 nhá. Đấy, máy đề. Chưa? Thôi thì ok, con này rất đẹp nhá. Con này rất đẹp. Nòng điếc không có hiện tượng dầu mỡ gì nhá. Bình xăng rất trắng. Rồi, hơi ok. Đây là phần tinh này, thấy không? Đấy. 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 Rồi, con này rất đẹp nhá. Echo. Echo này là con này số 6 nhá. Số 6 để cho bác giá đầu máy này là 650 nhá. 650.000. Được chưa? Rồi. Ok. Tiếp tục, có một đầu tiếp theo này. Đây, đầu này cũng là đầu Echo, nói chung đầu này giống đầu kia nhá. Đấy, ngoại hình của nó rất là đẹp, ok. 211. Đấy, ok, lại này, hơi này. Rồi. Hơi ok nhá. Rồi, hơi ok. Con này số 7 nhá. Số 7 để cho bác giá con này là 600 nhá. Con kia đẹp hơn thì con này xấu hơn để cho 600. Được chưa? Ok, thôi thì ok hết. Bao hơi hết. Rồi, em chưa đi vào chủ đề chính là cái lô máy lần này nhá. Em đã có một lô này là các bác rất là quan tâm đây này. Cái này là lô Mitsu T200. Thì ở đây thì em về được đâu đó khoảng tầm 5 con nhá. Có một con kia là khách nó đặt rồi. Thì là một con nhá. Thì thực ra là 6 con, được chưa? Rồi. Con này là con số đi vào chi tiết nhá. Số bao nhiêu đây? Số 7, con này số 8 nhá. Số 8 là con Mitsu T200 này. Trong cái lô đầu tiên này, nó quay rất là chi tiết cho bác nhá. Con này thì những cái con Mitsu T200 này thì là các bác về dùng là các bác bỏ một là các bác về ví dụ bác nào chế cháo thì tận dụng luôn cái bộ khung ba lô này là chế cháo này, nó có sẵn dây cu doa các kiểu đây này. Đấy nhá. Còn ví dụ như bác nào mà muốn nên gắn phát cỏ thì các bác bỏ bộ khung này đi. Được chưa? Bỏ bộ khung này đi. Đấy, vặn bốn con ốc này ra là cho cần phát cỏ vào. Thì cần của nó là cần tum lớn nhá. Cần cứ tum to bố lớn, cần cái X35 ấy là vừa. Hoặc là cần Mitsu TL33, nói chung cái bố của con này là bố thông dụng nhá. Có nghĩa là nó sẽ gắn vừa với tất cả các loại cần lớn, được chưa? Đấy. Đấy, nên nó rất là tiện nhá. Cái dòng này thì bình xăng con này nó là đặt lên trên cái này luôn. Được chưa? Lên trên cái con này luôn thì các bác chỉ bỏ bộ khung đi là xong nhá. Như con này thì mặt tiền đẹp này. Đấy, tem tiếc rất là ok, được chưa? Đấy, bỏ bộ khung ra nhá. Đấy, được chưa? Đấy, bác nào về dùng ấy thì bỏ bộ khung ra là xong. Được chưa? Rồi. Đấy thì các bác nào mà dùng máy rồi thì các bác sẽ hiểu thôi. Còn ví dụ bác nào mà chưa hiểu dĩ kỹ lắm về con này thì có thể là điện lại em. Thì em sẽ thấy cho con số 8 nhá. Con này là Mitsu T200 này. N4M là công suất là trên 40cc nhá. Đấy, được chưa? Đấy, đây. Đi giật hơi cho bác xem này. Đây. Rồi, hơi bao chắc. Đấy. Đấy. Rồi, cái này nó chạm vào cái này nhá, chạm vào cái này. Con này nói chung là hơi bao hơi nhá. Bao hơi lửa cho bác về dễ dọn nhá. Bình xăng như con này là không bị bể đâu. Được chưa? Số 8 nhá. Số 8 như con này nói chung là thuộc dạng là đẹp nhá. Được chưa? Đẹp nhá. Đây. Đẹp nhá. Được chưa? Số 8 con này để cho bác giá là 1 triệu 3 nhá. Được chưa? 1 triệu 3 một đọc. Mitsu T200 về tự dọn. Rất đẹp, chưa? Đấy. Rồi tiếp tục này. Con số 9 nhá, số 9 là con này nhá. Đấy, con này thì đây cũng là Mitsu T200. Được chưa? Mặt tiền con này rất là ok nhá. Đấy, bình xăng không bị bể nhá. Đấy. Hơi. Rồi, bình xăng không bể nhá, hơi nhá. Giật hơi cho bác xem. Rồi, hơi ok. Hơi chắc lịch nhá. Nó chạm vào những cái vành này, cái vành này nó chạm vào cái dây này. Đấy, thì thường thường là về mình chế cháo thì mình mới dùng thôi, còn không thì các bác tháo bỏ đi. Nếu bác nào mà ấy thì em tháo hộ cho. Rồi, hơi ok nhá. Hơi chắc ok. Số 9 nhá.
thứ 9 này, con này để cho bác giá là 1 triệu 3 nhá. Được chưa? Đấy 1 triệu 3. Đấy. Ok nhá. Đấy. Rồi, số 10 này, số 10 là cục này nhá. Cục này nói chung là nô này về là cái nô này nó đều đều nhau nhá. Nó cũng đều đều nhau, nó cũng đẹp cả, nó cũng không xấu. À, sơn xiếc như con này là cũng rực rạng đẹp lên này. Đấy sơn xiếc cũng rất là ok nhá. Đấy, được chưa? Bình xăng thì cũng không bị bể đâu. Đấy. Nói chung là đẹp, con này là rực rạng đẹp nhá. Đấy, đi giật hơi cho bác xem. Bao hơi lửa nhá. Rồi hơi ok. Đấy. Rồi. Số 10 nhá. Em số 10 này. Con này để cho bác giá là 1 triệu 3 nhá. Rồi. Rất là ok. Đẹp. Số 11 này. 11 này thì hơi xấu một tí, được chưa? Con này thì nói chung là để lâu thì nó dính bụi thôi. À con này mất cái áo này nhá. Mất cái áo trùm bô, được chưa? Đấy. Cái con này thì dụng dạng là cái xem nào. Cái dây IC của nó đâu rồi? Ngoài buji đây. Cái dây IC nó vòng như này. À đây dây IC nó đây nhá. Đủ nhá. Con này chỉ thiếu mỗi cái trục bô. Đấy được chưa? Bình xăng thì con này chung không bị bể nhá. Đấy. Chung là con này thì cũng sửa lên nó cũng đẹp thôi. Mà mỗi độ thiếu đồ nhá. Đấy. Được chưa? Được chưa? Ơi xem nào. Rồi. Ơi ok này. Đấy. Rồi, hơi ok. Thì con này số 11 nhá. 11 này. Để cho bác giá như con này thôi, để cho bác giá là 1 triệu 1 nhá. Đấy. Hơi ok, hơi lửa ok. 1 triệu 1. Rồi. Tiếp tục này. Đấy, con tiếp theo nhá. Con này nói chung là đẹp, được chưa? Đấy, con này nói chung là cũng giống mấy con kia, nó cũng ok. Trông khá là ok nhá. Được chưa? Màu xanh. Đấy, nói chung là rửa lên là đẹp nhá, bụi bẩn nó về thế này thôi. Đấy, được chưa? Đấy, quan sát cho bác kỹ. Rồi. Đây. Rồi, hơi ok nhá. Rồi, hơi ok. Con này 12 nhá. Con này để cho bác giá là 1 triệu 2 nhá. Được chưa? Ok chưa? Đấy. Nhá, ok. Rồi. Đấy, sơ lược về cái nô máy T200. Rồi, tiếp tục này. Người bác nào mà cần máy T170 thì hay mấy cái dòng này đi. Đây, em có đầu mấy cái đầu đây. Cho bác về tự dọn này. Mấy cái đầu Mazu 3030, được chưa? Mazu 3030 này. Đấy, ví dụ như con này là con Mazu 30cc nòng 36 ly nhá. Giật trợ lực nhá. Còn mấy con này thì thôi để bỏ qua đi. Để tính mấy con này đã. 11 12, 12 rồi, 13 nhá. Đây 13 thì em nên cho bác cái lô máy Mitsubishi T170 nhá. Đây 170 đây. Đây. Đấy, con này là con số 13 này. Đây. Tất nhiên là các bác tháo những cái khung này đi nhá. Bác nào cần thì em tháo bỏ đi cho. Đấy, còn các bác về là gắn cần tung to bố lớn là gắn vào ok nhá. Đấy, như con này thiếu buji thì em sẽ bổ sung nhá. Đấy, bổ sung buji, được chưa? Con này con số 13 này. Giật. Đấy, bổ sung buji giật hơi này. Hơi ok này. Nghe tiếng phực 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 nghe ok rồi đấy. Rồi. Đấy, cái này là cái nó cái bố nó đập vào cái chuông này. Đấy. Nói chung là mấy cái này bỏ đi nhá. Đấy, hơi thì ok đấy. Hơi không cực cực nhá. Rồi số 13 này. 13 để cho bác giá là xem nào. Như con này thì trông mặt tiền đẹp nhá. Đấy. Con này những con này công suất của nó là 33cc nhá. Nòng của nó là 36 ly, được chưa?
Đấy, ví dụ như những con này thì bác nào không thích về mà cầu kỳ thì nên được cái bình xăng dưới cho nó thì cũng ngon nhá. Đấy, con này thì để cho bác giá là 900 nhá. 900k, được chưa? Rồi. 14 này, 14 này em này nhá. 14 này em này đi. Tạm là nên tạm mấy con nhá. Nên tạm khoảng tầm chục con, nói chung tầm 6-7 con. Thế xong là đến lô kia nhá. Ô cái này nó đan vào nhau quá. Đây, cái này, hai cái này nó đan vào nhau quá. Nói chung là hai con này đẹp này, cái con này là đẹp này, nhìn trông rất là đẹp này. Màu sắc máy trông đẹp nhá. Đấy. Đẹp này, chưa? Đấy, thật hơi này. Thế nào? Rồi, hơi cực chắc nhá. Rồi, hơi rất chắc luôn. Đấy. Đấy, mai sẽ tháo cho nó đỡ lằng ngoằng cái này nhá. Đấy, con này là đẹp đấy, nhìn là rửa nên là rất là đẹp, được chưa? Đấy, con số 13, 14 nhá. 14 này. 14 này để cho bác giá như con này là 950 nhá. Đẹp, con này đẹp, được chưa? Hơi thì ok, ngon lành cành đào. Rồi, 15 này, 15 là con này nhá. Con này cũng thuộc dạng đẹp này. Con này là anh em sinh đôi với con này. Đẹp nhá. Đấy, con này rửa lên thì rất là đẹp luôn, rất là mới nhá. Đây, dây lằng ngoằng quá. Đấy, con này mới nhá, mới chát nhá. Được chưa? Rồi. Hơi này, hơi chắc nhá. Rồi. Hơi bao chắc nhá. Rồi, con này bình xăng bị bể nhá. Bình xăng bị bể thì các bác về thay bình xăng nhá. Con 15 nhá. 15 để cho bác giá là 900k nhá, về tự thay bình xăng. Được chưa? Rồi ok. 15 này. 16 là con này nhá. Con này cũng đẹp này. Con này đẹp này. Đấy. Quên là mai nếu mà còn có thời gian thì em sẽ cho thợ tháo hết những cái này ra cho nó đỡ lằng ngoằng nhá. Đấy, trông nó rất là ngoằng. Chưa? Con này khá đẹp. Đấy, con này đẹp nhá. À, con này đẹp nhưng thiếu chế này. Thiếu chế này mai em bổ sung nhá. Bác nào lấy bổ sung chế, bình xăng cũng bị bể mất rồi. Được chưa? Đấy. Hơi thế nào? Hơi nhá. Hơi ok. Hơi cực chắc nhá. Rồi. À, 16 nhá. 16 bổ sung chế nhá. Nếu các bác về tự thay bình xăng thì để cho bác giá 900k giống con này nhá. Đấy, bổ sung cho cái chế. Được chưa? Rồi ok. Con 17 nhá. 17 là con này nhá. Con này rất đẹp này. Con này cũng là một con máy rất đẹp luôn. Con này rất đẹp này. Đấy, đây. Đẹp nhá. Đấy. Rồi, thật hơi, bình xăng con này không bị bể này. Đấy, theo như quan sát của em là không bị bể. Chế đủ nhá. Thật hơi này. Rồi, hơi ok. Rồi, hơi ok này. 17 này. 17 để cho bác giá 950 nhá. 950, được chưa? Ok. Rồi. Làm nốt con 18 nữa đi. Rồi nghỉ. À 18 nữa là con này nhá. 18 con này đẹp luôn. Nói chung con này đẹp. Đây. Rất là ok. Bình xăng đây, đẹp nhá. Con này rửa lên là rất đẹp đấy. Bình xăng theo quan sát của em không bị bể này. Đấy. Hơi này. Hơi thì ok thôi, chắc là ok thôi. Ôi, hơi rất chắc nhá. Hơi bao chắc. Nói chung mấy con này nhìn màu sắc là biết là đẹp rồi. 18 này. 18 để cho bác giá là 950 nhá. 950. Được chưa? Rồi, ok. Đấy. Thế mà tạm tạm mấy cái con này thôi, còn mấy cái con kia để sau nhá. Rồi. Thế em sẽ đi vào cái lô máy này cho bác này. Đây em có cái con này nhá. Con này là con số 18 này, 19, 19 là con này nhá. Con này là một con Tanaka này. Con này chỉ chợ cỡ nó tầm 22cc nhá. 22cc. Đấy, hàng chưa dọn nhá. Con này thì nó sử dụng chế le đỏ này. Cái chế này về rửa dọn rất là dễ nhá. Tung giờ nhá. Đấy. Cần thế nào? Đầu bò đủ này. Đầu bò đủ năn êm luôn. Đầu bò đủ năn êm nhá. Con này cỡ 22cc, đẹp nhá. Nói chung là máy liền lạc đủ đồ. Đẹp. Hơi thì bên em bao hơi rồi. Đây, thử hơi cho bác này.
Đấy. Rồi. Hơi ok nhá, đây là trắng tinh. Đấy, thấy không? Rồi, hơi ok. Con này 22cc nhá. Con này số 19 này. 19. À, đủ nhá. Bao cho bác là thêm nắp thêm cho bác cả hai cái tay lái nữa là đủ bộ nhá. Thế bác về tự dọn. Đấy. Về rửa con chế là chạy thôi. Con này để cho bác giá là 700 nhá. À 750. 750. Về tự dọn, được chưa? 700K19 về tự dọn. Rồi ok. Tiếp tục này, có con này con Tanaka, con này 24 này. Con này cũng là Tanaka nhưng con này máy 24 nhá. Công suất là 24cc này. Nòng con này 32 ly nhá. Đấy, con này thì nó niền nạc đẹp này. Đấy, đủ đồ. Đấy. Mai bổ sung cho bác thêm cái tay lái này, đầu bò đẹp này. Đây đầu bò đây. Đầu bò đẹp nan êm nhá. Đấy. Con này máy 24 này. Được chưa? À đi đi. Rồi, hơi ok. Đấy, hơi ok. Rất là ngon luôn. Chế ne đỏ nhá. Chế ne đỏ rất là dễ dọn. 20. 20, con này máy 24 này. Con này để cho bác giá là 850 nhá. Được chưa? 850k. Về tự dọn. Ok. Đây. Có con tiếp theo này. Con tiếp theo là con TG 20. Con này thì nói chung là đẹp nhá. Con này đẹp nhưng mà nó bị sứt chỗ này một tí nhưng không ảnh hưởng gì đến máy nhá. Các bác về làm bình thường. Đầu bò thì bao đủ cho bác nhá. Đấy. Con dòng này thì nổ rất ngoan, được chưa? Đấy. Hơi này. Hơi ok. Hơi cực chắc nhá. Rồi. Con này máy 20 nhưng mà hơi cực chắc luôn. Rất là ngon nhá, mới. Rồi, bình xăng không xin mẹ bể vỡ gì nhá. Đấy, 21. 21. Này. Con này để cho bác giá 750, được chưa? 750k. Rồi. 22. 22 là con Komatsu G2KC nhá. G2KC. Dòng này thì rất là quen thuộc các bác rồi. Komatsu này thì nó quá là bền bỉ rồi. Đấy, quá ngon nha, dòng này con tuyệt vời luôn. Dòng này nó sử dụng bộ chế cũng là quan bờ dù ngang ngang nhá. G2KC. Komatsu nhá. Cái này thì là 22cc. Nòng con này 32 ly nhá. Được chưa? Đấy. Nói chung là trông khá là ok. Được chưa? Đấy. Nhà mai nắp đầu bò xem nào. Đầu bò đủ không? Đầu bò đủ nan êm nhá. Đấy. Rồi. Mai nắp thêm cho bác cái tay lái nữa là ok. Bác về tự dọn. Đấy. Xem nào. Rồi. Hơi ok. Hơi này chắc chắn ok nhá. Rồi. Rồi, báo hơi nhá. Test xăng mồi, bác nào mà thích test xăng mồi thì cứ kết nối Zalo em test xăng mồi rồi gửi qua Zalo cho. Chắc chắn là ok nhá. 22. 22 này. 22 con này để cho bác giá như con này là 850. Dòng này đắt tiền nhá. 850, ok. Rồi tiếp tục này. Em có một con này Shingu này, con này thì có giật trợ lực nhá. Chế của nó là chế One Brazil 2 kim, rất là ngon. Thế rất có giá trị nhá. Con này công suất nó khoảng 22cc. 22cc này. Đấy, mặt tiền nói chung là ok. Yeah, được. Đầu bò xem nào. Đầu bò bao đủ nhá. Đầu bò đủ này. Đủ nan êm, được chưa? Mai lắp thêm cho bác tay lái nữa là ok. Giật trợ lực này. Đây. Rồi. Đấy. Con này có giật trợ lực nhá. Đấy. Rồi, có giật trợ lực. Đấy, con này thì số bao nhiêu đây? Số 23. 23 nhá.
23. Con này chế hai kim này. Con này để cho bác giá 750 nhá. Rồi, ok. Rồi, tiếp tục này. Có một con Tanaka tiếp theo. Có một con Tanaka, con này là chắc có khoảng 22cc nhá. Khá là ok. Đây. Đẹp nha, nói chung vỏ viếc là đẹp, bình xăng là bao quá không bể nhá. Đấy, chế le đỏ này, chế le đỏ rất dễ dọn. Đấy, đầu bò con này là bao đủ, được chưa? Đây, đầu bò nó đủ đây. Đủ đây, đủ nan êm luôn. Đấy. Rồi, ok. Đủ nan êm. Thôi. Rồi, con này rất mới nhá. Con này đây là rất trắng này. Đấy, rất mới, chưa? Con số 24 này. 24. Con này để cho bác giá 750 luôn. Được chưa? Bao đủ đồ nhá. Đấy, tiếp tục này. Có con tiếp theo. Con tiếp theo là con cũng là Tanaka nhưng con này công suất lên tới 24cc này. Đấy. Rất là niền nạc nhá, vỏ viết niền nạc nhá, bình xăng trắng nhá. Mai bổ sung cho các bác cả nắp xăng nhá. Con này máy 24. Rất là ok. Đầu bò bao đủ nhá. Bao đủ đồ. Đấy. Hơi. Rồi. Hơi ok nhá. Hơi chắc chắn ok luôn. Được chưa? Rồi. 25. 25 này. 25. Con này để cho bác giá 850 nhá. Rồi, ok. Đấy, liền nàng đủ đồ, được chưa? Rồi. Thì đây em có rồi tạm tạm thế nhá. Thì nó đến video nó đến 30 phút. À đây có làm mấy cái đầu này nốt đi cho nó gọn đi. Đây định làm cho bác mà tự dọn mấy con này nhưng mà mấy con này sợ là các bác về không có chụp giật mấy con Mazu 30-30. Đấy, thì thôi bỏ qua nhá. Hai con này bỏ qua để mai làm. Đấy, có con tiếp theo này. Con tiếp theo là con Kawasaki này. TG28 này. 28cc nhá. Đây, 28 này. Đấy, con này có tung to bố lớn nhá, rất là đẹp luôn, bố dày cui nhá. Đây, con này rất mới, nhìn rất mới rất đẹp nhá. Bình xăng này, bình xăng chế vú to nhá. Rất ok. Con này thì nó bị sứt đê một tí nhá. Đây, sứt đê một tí này. Được chưa? Nhưng mà không ảnh hưởng gì nhiều nhá. Đấy. Đấy, nói chung là tí thôi, không ảnh hưởng gì. Về dùng bình thường. Con này 28cc nhá. Nòng của nó chắc cỡ 3. Ui, hơi khỏi chê nhá. Rồi. Rồi, chắc lịch luôn. Rồi. Em này số bao nhiêu ta? Số 26 nhá. 26 này. 26 con này để cho bác giá là 1,2 triệu về tự dọn nhá. Ok. Rồi. Đấy, 22. Rồi. Ok. Thôi, video là 22 xong. Ok. Đây. Hôm nay thì vừa mới dọn xong cái lô này thì cũng chưa kịp lắp ráp thì bác nào mà mấy cái đầu Echo 253 thì đây tiện cho bác xem cái đầu Echo 253 vừa nổ xong. Con này là Echo 253 nó có đề nhưng mà củ đề của nó là tháo ra thôi. Thực ra là nó bị kẹt bánh răng nhá. 253 25cc nhá. Nòng 33 ly. Thế con này thì bên em đã lên cho nó bộ chế hai kim này. Con không phải chế mới hai kim mà hàng xịn luôn nhá. Hàng đắt tiền. Đấy. Được chưa? Rồi ok. Đấy, rất là ngon. Rồi, con này hơi thì bao chắc. Khỏi chê, 25cc nhá. Rất ngon nhá. Đấy, con này. Con này này. Đấy, hệ nổ nhá. Đấy, chưa? Rồi ok. Rồi. Thì em này đấy, dọn nghiêm chỉnh cho bác rồi, Echo 253. Đầu này để cho bác giá là xem nào.
Không biết con gió bao nhiêu nhưng mà để cho bác dán là Echo 253 đồng này, để cho bác dán là 800k nhá. Được chưa? Rồi. Ok. Rồi. Thì video đến đây đã dài thì có khi này em xin kết thúc video tại đây đi. Thì các bác mua hàng thì cứ liên hệ với em theo cái số điện thoại xa xa kìa. Đấy. Thì dự kiến thì lúc nào rảnh rảnh thì em sẽ lên một video test máy cho bác xem. Thì đang dọn cũng được một số rồi nhá. Đấy thì các bác nào mà chưa ấy thì có thể là chờ em nhá. Cứ liên hệ với em theo hai số điện thoại xa xa đây. Ok. Rồi ok, cảm ơn các bác xem video.